Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nhà hảo tâm mắt thân nhìn cuộc đời Canada. Kính thưa cô Yến Hoàng Nguyễn. Hôm nay nhóm mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến tại nhà anh Phan Văn Khỏe 63 tuổi. Anh nhà cái dịp anh ghi mạnh về bị tai nạn giao thông, anh gãy hết cái giò và một cái tay này, và bị đứt dây phế quản, gãy mấy cái hình sườn. Thì được biết gia đình anh cũng là rất là khó khăn, cái tay canh tác cũng không có. Thì hôm nay mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến trao tặng một phần quà như một chục gạo, phần mì và 800.000 tiền mặt, được sự tài trợ của cô Yến Hoàng Nguyễn. Hôm nay mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre đã trao tặng tay cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân này thì không có nói chuyện được, bị đứt dây phế quản rồi cả nhà ơi. Thì được biết là anh là cái nhà trước ở, anh cũng không có rất là khó khăn. Thì khi anh bị tai nạn rồi á, thì ở đây thì nhóm thiện nguyện của mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đang trị sự giáo hòa hảo cũng đã vận động đây là xây cho làm cho anh một cái căn nhà cấp ốc. Thì trong thời gian rất ngắn ngủi thì bằng xong căn nhà này, thì để anh đi viện, anh về có chỗ ra nằm. Đây là cũng mới vừa và bằng xong cũng của nhóm mắt nhìn cuộc đời Tre với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo vận động, thì anh em đến hỗ trợ để mần tiếp cho anh được căn nhà. Vì anh hoàn cảnh rất khó khăn. Chị bà xã của anh Khải phải không? Phải không? Anh khỏe phải không? Cũng dạ trời. Rồi hôm nay đến cho tiền ảnh như vậy, chị có ý kiến gì không, có nói gì không? Không cảm ơn nhà tài trợ, không cảm ơn ai hết trơn ha. Hả tàn ơi, thấy vậy nguyên xác vậy mà không hiểu, không biết gì trơn hả? Nói mà biết nói vậy cũng không nghe luôn hả? Kính thưa cả nhà, thì anh thì bị tai nạn vậy, thì chị Duy thì cũng rất là khó khăn, nên vậy chị cũng không được thiệt quá, chị cũng không biết gì. Thì kính mong cả nhà quan hỷ và có những kinh phí hỗ trợ cho mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre, có kinh phí ghi trao cạnh tay những bệnh nhân như vậy được nhiều hơn nữa. A Di Đà Phật. Dạ, xin lễ phép kính chào.